Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội đồng Hương Yên tại Lai Châu. Xã Phương Triều phát huy hiệu quả nguồn lực từ đấu giá đất. 4 đội thi vào vòng chung kết game show thắp sáng tại Đăng Sư Nhãn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hương Yên tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 8 năm 2024. Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham gia lớp bồi dưỡng có 66 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý các sở ban ngành tỉnh và các huyện thị xã thành phố của tỉnh. Trong thời gian 5 tháng, các học viên được nghiên cứu học tập 27 chuyên đề và 6 chuyên đề báo cáo của hai nhóm kiến thức cơ bản. Ngoài ra, các học viên còn thực hiện 2 bài kiểm tra đi nghiên cứu thực tế. Lớp học trực tiếp trong thời gian học tập nghiêm túc, đảm bảo các nội dung chuyên đề, vừa cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản, bổ sung những kiến thức mới về quản lý hành chính nhà nước gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi, trọng tâm dành cho cán bộ. Qua lớp học, các học viên được củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tác phong công tác, kỹ năng, lãnh đạo quản lý, xử lý tình huống. Chiều qua tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Hội đồng Hương tỉnh Hưng Yên tại Lai Châu tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập, 6 tháng 11 năm 2009, 6 tháng 11 năm 2024. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đại biểu Hội đồng Hương Hưng Yên tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và Sơn La. Ngày 6 tháng 11 năm 2009, Hội đồng Hương tỉnh Hưng Yên tại Lai Châu được thành lập nhằm kết nối, chia sẻ và hỗ trợ những người con xa quê học tập, sinh sống và lập nghiệp trên miền đất biên cương Tây Bắc của Tổ quốc. Hàng năm, hội duy trì tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt cùng các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình đồng hương gặp khó khăn trong cuộc sống, phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương phố hiến. Những người con xứ Nhãn tại tỉnh Lai Châu luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, góp sức mình vào sự phát triển của tỉnh Lai Châu và cả nước. Hội luôn tổ chức các đoàn thể về thăm quê trong các dịp lễ Tết, ngày truyền thống, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bật Khánh ghi nhận những đóng góp ý nghĩa của Hội đồng Hương tỉnh Hưng Yên tại Lai Châu đối với sự phát triển của tỉnh Lai Châu và tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là những việc làm ý nghĩa hướng về quê hương, đồng thời mong muốn hội những người dân quê hương đang sinh sống và làm việc, học tập tại Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, gắn bó, tích cực giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có nhiều việc làm hướng về quê hương, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng hoa và quà chúc mừng Hội đồng Hương tỉnh Hưng Yên tại Lai Châu. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay, mùng 9 tháng 11, Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật việc làm sửa đổi, dự án luật nhà giáo và thảo luận về hai dự án luật này. Đây là lần đầu tiên dự án luật nhà giáo được trình tại Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận về dự án luật nhà giáo. Thảo luận tại tổ về dự án luật nhà giáo, hầu hết các đại biểu tán thành sự cần thiết xây dựng luật nhà giáo và tập trung thảo luận cho ý kiến về chính sách của nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, chính sách hỗ trợ thu hút nhà giáo, chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo, quản lý nhà nước về nhà giáo. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét nghiên cứu bổ sung thêm trong hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo, khả năng ứng dụng công nghệ số hiện đại trong giảng dạy tại khoản 1 điều 7, bổ sung thêm một nội dung tại điều 11 dự thảo luật quy định về những việc không được làm như sau: các hành vi gian lận trong giảng dạy, đánh giá trực tuyến hoặc lạm dụng công nghệ để trục lợi trong hoạt động giáo dục.
phân biệt rõ đối tượng được đặc cách, đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng tại khoản 3 điều 16, dự thảo luật, nghiên cứu xem xét có cần quy định lại về chính sách hỗ trợ nhà giáo trong dự thảo luật này hay không, vì chính sách thuê nhà ở công vụ đối với nhà giáo đã được quy định trong luật nhà ở, điểm D khoản 1 điều 45 luật nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tiếp công dân, theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến, dự kiến đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2025. Theo đó, dựa trên kế hoạch số 160 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xây dựng mô hình tiếp công dân trực tuyến, hạ tầng kỹ thuật, lưu trữ dữ liệu và hệ thống đường truyền giữa các điểm cầu từ Ban tiếp công dân Trung ương đến cấp tỉnh và các địa phương của tỉnh Hưng Yên đã được kết nối đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có 172 điểm cầu phục vụ kết nối trực tuyến, trong đó 5 điểm đặt ở các phòng tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, 10 điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và hệ thống điểm cầu của các xã, phường, thị trấn, đảm bảo ghi âm, ghi hình, lưu trữ và khai thác dữ liệu sau các buổi tiếp công dân trực tuyến. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã dự toán kinh phí phân bổ trong năm 2025 để xây dựng hệ thống đường truyền riêng phục vụ tiếp công dân trực tuyến tại trụ sở Ban tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, bên cạnh rà soát chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng dữ liệu, nhân sự và địa điểm tiếp công dân theo kế hoạch, các sở ngành địa phương, trong đó chủ trì là Thanh tra tỉnh cũng đang khẩn trương thực hiện các bước xây dựng quy chế phối hợp tiếp công dân trực tuyến trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quý 1 năm 2025. Với mục đích là nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tiếp công dân, công tác đối thoại giải quyết khiếu nại kiến nghị phản ánh của công dân, đảm bảo an toàn trật tự nơi tiếp công dân, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, phức tạp mất an ninh trật tự, tập trung tại các cơ quan nhà nước. Cái thứ hai là để giúp cho công dân thực hiện quyền lợi trách nhiệm khi thực hiện phản ánh kiến nghị, gửi đơn kiến nghị khiếu nại trực tuyến, không phải đi lại, tiết kiệm chi phí thời gian của công dân. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban tỉnh xây dựng quy chế tiếp công dân để đảm bảo theo cái mô hình tiếp công dân. Tuy nhiên thì vẫn phải đảm bảo theo cái luật tiếp công dân và thông tư 04 của Thanh tra Chính phủ. Đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thị xã Mỹ Hào mới đạt trên 30% kế hoạch giao. Trong bối cảnh còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2024, thị xã đang yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện để nhanh thi công, làm cơ sở giải ngân trong những tháng cuối năm. Với phương châm, có mặt bằng đến đâu tiến hành thi công đến đó, đồng thời dễ làm trước khó làm sau, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, tăng khối lượng làm cơ sở để giải ngân. Thời gian này, tại công trình cải tạo nâng cấp đường trục phường Bạch Sam, ngày nào cũng rộn ràng tiếng máy thi công. Có mặt bằng đến đâu là chúng tôi sẽ bố trí máy móc, nhân lực thi công gọn đến đấy, và chúng tôi đã cơ bản là thi công xong cái phần cấp phối, chỉ đợi thảm hót phan. Cái khối lượng đạt được đến thời điểm này vào khoảng trên 70%. Quyết tâm là từ nay đến 31 tháng 12 sẽ cơ bản hoàn thành. Tương tự như vậy, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào hiện có hàng chục công trình đang thi công, trong đó nhiều công trình trọng điểm như đường trục trung tâm kéo dài, khu ngã tư trung tâm, đường kè sông Bần Vũ Xá, đường trục các xã, phường như Ngọc Lâm, Cẩm Xá, Nhân Hòa, tất cả đều đã và đang được các nhà thầu tập trung vật tư, nhân lực, tổ chức thi công với quyết tâm cao nhất. Với tinh thần và cái quan điểm là cứ có được các cái mặt bằng đến đâu thì chúng tôi cũng sẽ đẩy nhanh cái tiến độ và cố gắng là sẽ vượt tiến độ của tất cả các cái dự án mà đã ký kết. Rất là mong chủ đầu tư, các cơ quan địa phương hỗ trợ chúng tôi sớm bàn giao cái mặt bằng cái công trình trục Cẩm Xá, và cũng cam kết là cũng từ giờ đến cuối năm và cũng đạt cái khối lượng khoảng 85-90%. Tính đến đầu tháng 11, thị xã Mỹ Hào mới giải ngân được hơn 10 tỷ đồng vốn tỉnh giao đạt 32% và trên 450 tỷ vốn thị xã giao đạt 40% kế hoạch. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2024, thì dù có rất nỗ lực cũng sẽ rất khó để địa phương này hoàn thành kế hoạch giải ngân. Từ năm 2023 đến nay, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên đấu thầu thành công hơn 90 suất đất tại khu dân cư trung tâm xã Phương Triều, đã về nguồn thu ngân sách trên 150 tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống nhân dân. Trong 2 năm qua, đã có hàng chục công trình trên địa bàn xã được sửa sang và đầu tư xây mới như trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở xã, trạm y tế xã, nâng cấp một số tuyến đường trong các thôn.
và có nguồn vốn đối ứng triển khai 3 dự án đường liên thôn, liên xã. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được thảm nhựa áp phan, 100% đường giao thông nội đồng được bê tông hóa. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và đặc biệt không để nợ động xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi được đầu tư thì cái diện mạo quê hương chúng tôi nó được thay đổi một cách toàn diện, các cái cơ sở hạ tầng của các cái cơ quan làm việc nó được khang trang, đường làng ngõ xóm thì được xanh sạch đẹp và nhân dân thì cũng rất là khấn khởi và cũng thấy rằng đây nó là một cái chủ trương rất là đúng đắn của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của địa phương chúng tôi đang triển khai thực hiện. Để việc đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra thuận lợi, mặt bằng khu vực đấu giá đất và cơ sở hạ tầng được hoàn thiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, có diện tích đất dành làm công viên, cây xanh trong khu dân cư. Việc tổ chức đấu giá công khai, minh bạch, mức giá khởi điểm được xây dựng sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân. Trước đó trong năm 2021, xã Vương Triểu cũng đấu thành công 43 suất đấu giá quyền sử dụng đất, đem lại nguồn thu hơn 60 tỷ đồng. Thời gian qua, phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Kim Động đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện. Kết quả đến nay, toàn huyện đã có 14 thôn được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động ban hành quyết định công nhận thêm 4 thôn về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025, gồm thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh, thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, thôn Ngô Xá, xã Vĩnh Xá và thôn Vân Nghệ, xã Mai Động. Đã phân bổ nguồn vốn gần 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện để xây dựng và cải tạo các công trình, hạng mục của các thôn như đường giao thông, nhà văn hóa thôn. Mỗi khu dân cư được phân bổ 310 triệu đồng. Thông qua phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Kim Động, giúp cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc với những công trình khang trang hiện đại, không gian sống xanh, sạch đẹp, an ninh chính trị được đảm bảo. Cũng từ đó, người dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết đồng lòng, xây dựng quê hương và giữ gìn phát huy nếp sống văn hóa văn minh tại địa phương. Chuẩn bị cho công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2025, từ ngày 6 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã tiến hành tổ chức sơ khám và khám sức khỏe làm cơ sở cho công tác tuyển gọi nhập ngũ. Phản ánh của phóng viên. Công tác sơ tuyển được tổ chức ngay tại trạm y tế các địa phương, thị trấn, với một số sơ khám như đo chiều cao, vòng ngực, cân nặng, kiểm tra dị tật, tiểu sử bệnh truyền nhiễm, chụp ảnh và viết lý lịch. Kết quả sơ tuyển sẽ là cơ sở để lập hồ sơ gọi các thanh niên đi khám tuyển. Theo tổng hợp của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương, tỷ lệ thanh niên đến sơ khám đạt trên 80%. Tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, tiến hành rà soát nguồn từ sớm, đồng thời có kế hoạch gọi động viên các thanh niên làm ăn xa trở về, nên trong ngày sơ tuyển, 120 thanh niên trong độ tuổi được gọi đến sơ tuyển đã có mặt đầy đủ. Sẽ tiếp tục chỉ đạo các đồng chí trong thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các đồng chí là trưởng ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, tiếp tục tuyên truyền vận động nam thanh niên trên cơ sở kết quả khám tuyển sẽ tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025, đảm bảo kết quả chỉ tiêu giao của cấp trên. Còn đây là không khí của ngày khám tuyển sức khỏe của các thanh niên huyện Khoái Châu tại Trung tâm Y tế huyện. Để tạo điều kiện cho các thanh niên đến khám tuyển đầy đủ hơn, thay vì tổ chức khám từng cụm, năm nay địa phương này tổ chức khám tập trung tại Trung tâm Y tế huyện vào nhiều đợt trong 2 ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Đối với những thanh niên đi làm ăn xa chưa về kịp, sẽ được khám bổ sung vào đầu tháng 12 tới. Năm 2025, huyện Quế Châu phát lệnh gọi khám sức khỏe với gần 1.200 thanh niên trong độ tuổi, dự kiến lựa chọn trên 300 thanh niên nhập ngũ. Quế Châu cũng là địa phương xử phạt nhiều nhất với 260 trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Tỷ lệ lên trạm đạt được 60%, chỉ đạo các xã kiên quyết hơn nữa trong công việc đôn đốc các công dân, tăng cường các biện pháp kiên quyết lập biên bản xử lý các trường hợp không lên trạm theo cái lệnh điều khám của chỉ huy trưởng ban chỉ huy huyện để nhằm mục đích nâng cao hơn nữa cái chất lượng lên trạm. Theo quy định, quy trình khám sức khỏe cho các thanh niên nhập ngũ năm nay có nhiều điểm mới với nhiều chi tiết cụ thể hơn như lấy mẫu xét nghiệm máu, viêm gan B, C, vân vân. Là năm nay nó có một cái mới là cái siêu âm, xét nghiệm máu, khám tâm thần kinh và chụp X quang. Bộ Y quân sự tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế để hướng dẫn các huyện thành xã tổ chức là khám trên toàn tỉnh. Theo kế hoạch, thời gian sơ tuyển cấp xã phường thị trấn xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2023,
sau đó phát lệnh gọi khám tuyển tại các cụm thuộc tuyến huyện, thị xã, thành phố xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2013, làm cơ sở chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hành trình tìm ra đội thi góp mặt trong trận chung kết cuộc thi thắp sáng tài năng Sứ Nhãn mùa 4. Hôm nay, vòng thi bán kết 3 và 4 tiếp tục được tổ chức tại trường quay S10, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Với những màn so tài gay cấn, sôi nổi và cả sự sâu lắng với những thông điệp ý nghĩa qua các phần thể hiện, ban giám khảo đã chọn ra 4 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Sâu lắng, xúc động là những cảm xúc tại trường quay khi theo dõi hoạt cảnh đến trường cùng em của đội thi trường trung học cơ sở Minh Hải tại vòng bán kết 3. Những thiệt hại của cơn bão số 3, những quyết tâm học tập vượt khó của các bạn học sinh vùng lũ và sự đoàn kết đồng lòng của cộng đồng trong thiên tai được thể hiện một cách sáng tạo, công phu và đầy cảm xúc. Thời gian tập luyện ấy, thì các con rất là khó khăn với cái việc mà nhập vai. Ví dụ nhập vai mà để các bạn đi đến trường, rồi các bạn phải vào bão lũ, vào cơn lũ như thế nào. Rồi khi mà bạn của mình đã bị ngất xỉu đi mà không cứu được thì cái cảm xúc ra làm sao. Mình cảm thấy rất phấn khởi khi hôm nay trên sân khấu các con đã thực sự ngấm, thấm và cảm nhận được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Khi mà được đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình vào trong cái phần thi tài năng Sứ Nhãn này của trường thì em thấy rất là vinh hạnh. Em cảm thấy là bản thân mình cảm thấy tự tin hơn. Với sự hấp dẫn, sôi động, nội dung trong từng phần thi và bám sát những kiến thức học tập và trải nghiệm xã hội, các em học sinh không chỉ mang đến sự linh hoạt sáng tạo trong cách thức thể hiện các phần thi mà còn thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin làm chủ kiến thức một cách toàn diện đúng như tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới, lấy học sinh làm trung tâm. Bộ câu hỏi mà chương trình đưa ra tôi thấy là rất hợp lý, rất sát với cái chương trình. Không chỉ chương trình tổng thể, chương trình 2006 đâu, mà cái bộ câu hỏi nó đã bám sát với công trình 2018 của các em đang học. Tôi thấy các con, thứ nhất là về mặt năng lực, về kỹ năng cũng như về kiến thức của con rất tốt. Năm nay thì các nhà trường chuẩn bị chu đáo hơn, các cái điều kiện thì cũng được quan tâm nhiều hơn, cho nên là các cái chất lượng của chương trình tốt lên. Và đặc biệt thì đài truyền hình thì năm nay là cũng có một cái địa điểm trường quay phục vụ bán kết chương trình, gắn với lại cái mục tiêu giáo dục toàn diện mà cũng đã được các nhà trường, các học sinh cũng rất là hăng hái tham gia các cái nội dung mà thể hiện ngay tác dụng giáo dục đạo đức lối sống, rồi cái đổi mới phương pháp dạy học. Không những các em cần trau dồi kiến thức và miệt mài tập luyện, thầy cô giáo cùng những phụ huynh cũng luôn sát cánh cùng các em để tiếp thêm động lực, sự tự tin để mang đến những phần thi xuất sắc. Tôi rất vui và hạnh phúc và rất là tự hào khi con được tham gia những cái chương trình có tính hoạt động trải nghiệm cao như thế này. Cố gắng là thu xếp công việc để đến động viên các con, cho các con thêm một phần tự tin hơn nữa. Game show thắp sáng tài năng Sứ Nhãn năm nay với sự góp mặt của 36 trường học trong 10 huyện, thị xã, thành phố và 12 đội thi xuất sắc lọt vào vòng bán kết. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt huyết ở 4 vòng bán kết với 3 phần thi tài năng Sứ Nhãn, xứng danh đất học và sân trường sôi động, 4 đội thi xuất sắc có mặt trong vòng chung kết đã được gọi tên. Trong các phần thi thì cảm xúc của chúng em rất là hồi hộp, lo lắng và tuy nhiên cũng rất là vui. Còn bây giờ sau khi có kết quả thì chúng em cảm thấy vô cùng phấn khích. Hướng đến vòng chung kết, chúng em cũng mang đến sự quyết tâm và cũng như là sự cố gắng. Với cái kết quả này thì nhà trường rất là phấn khởi và thầy trò chúng tôi sẽ quyết tâm để luyện tập và rèn luyện tập và ôn luyện kiến thức để sẵn sàng bước vào trận chung kết với cái tinh thần tự tin và tỏa sáng. Xin được chúc mừng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đã xuất sắc giành chiến thắng tại vòng bán kết 4 để góp mặt trong trận chung kết của thắp sáng tài năng Sứ Nhãn mùa 4. Bên cạnh 3 cái tên đó là trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động, trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Phượng, huyện Tiên Lữ và trường trung học cơ sở Minh Hải, huyện Văn Lâm. Chặng đường về đích của các đội thi đã đi đến đoạn đường kết với những sự nỗ lực quyết tâm của các em học sinh để tìm ra quán quân của tài năng Sứ Nhãn mùa 4. Trận chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.